Xin chào, hôm nay Tida TV sẽ hướng dẫn các bạn vẽ Bác Hồ kính yêu đơn giản nhất nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, bạn hãy vẽ khuôn mặt. Tiếp theo, bạn hãy vẽ mắt, mũi và miệng trên khuôn mặt nhé. Bạn vẽ bộ râu cho bác. Sau đó, bạn vẽ mái tóc. Bạn vẽ phần cổ áo. Bạn vẽ một cánh tay đang vẫy chào. Bạn vẽ cánh tay còn lại. Bạn vẽ phần thân áo. Bạn vẽ những chiếc túi áo. Bạn vẽ chiếc quần dài. Bạn vẽ đôi dép. Vậy là xong bước vẽ nét. Chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh thêm sinh động nhé. Hy vọng qua video hướng dẫn vẽ Bác Hồ kính yêu này sẽ giúp các bạn nhỏ có được bức tranh vẽ Bác Hồ thật đẹp nhé. Đừng quên bấm nút like và subscribe để xem thêm nhiều video hướng dẫn vẽ tranh từ Tida TV các bạn nhé.